Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ quay cho tất cả các bạn xem một cái mô hình, đó là trại thỏ của một người bác cũng khá lớn tuổi mà bác làm cái mô hình trại thỏ rất là tiêu chuẩn, đó là lồng teo các bạn. Teo chứ không có làm chân. Này các bạn thấy teo không? Mình quay lại mình cho các bạn xem chi tiết nha. Đó, này các bạn này. Nhà thì có sẵn cái xưởng á, hồi xưa. Bây giờ làm teo. Bên này tầng bên này thì bây giờ là hồi xưa là lồng chế. Máng thì máng công nghiệp luôn nhưng mà chưa có thỏ, nuôi không kịp. À, treo này các bạn thấy treo không? Treo á, không có làm ấy đâu, có dây treo này. Đó, hay lắm. Mà làm bài bản lắm, là đường đi rộng rãi này các bạn, rung rinh này các bạn thấy không? Coi nãy đưa nè. Đưa như cái giống. Ở dưới này chú rửa phân kiểu gì chú? Này chú bỏ ống nước cho chú xịt hả? Không, không có xịt. Rồi chú lấy gì chú hắt phân xuống? Vũ. Đặt xuống, đùi xuống. À, vũ hả chú hả? Vũ rồi ấy, cái nào nó ấy dính thì đùi. Ủa, bây giờ con phát hiện cái này là cái ống nước mà sao nó chắc cú dữ ta? Chú nhét cây sắt trong này không? Không. Ui. Tất cả đều ống nước hết mà sao nó cứng. Cái ngang này là có sắt. À, cái ngang có sắt. Cái ngang này là mình nhét sắt vô. Còn lại là buổi sáng cho nó uống cái thuốc gì mà nó vàng kia? Thuốc cái á. À, cô ly. Người cô ly. Cô ly đỡ thì chạy lắm. Bây giờ bắt cái lối nào đâu chú Hà? Có hai dây trên bên đó. Hai dây trên đây. Đây các bạn. Bây giờ là mình sẽ bắt thỏ để mình đi giao trực tiếp luôn. Ôi chú ơi, chú ơi. Thỏ nó đẻ nó lọt ra ngoài tùm lum rồi. Chú. Nó lọt tùm lum rồi đây nè, bắt vô đi. Ủa đẻ còn to đùng mà mình lọt mắt người luôn nè. Phải lấy cái kìa mình nảy cái đó ra. Không, anh không rút được đâu. Lấy cái kìm này ra mới được. Lấy cái kìm mình xỏ vô giữa rồi mình bẫy thôi. Anh lượm mấy con kia vô rổ chứ đi đã. Ôi, nó lọt một con ở dưới luôn kìa, chết luôn kìa. Nó đẻ lọt tùm lum đây. Chú ơi, lấy cái kìm đi chú, lấy cái kìm đi, nó dính con ở đây rồi. Lấy cái kìm xỏ ngang qua. Thôi bỏ đi. Nó ăn lộn nhau luôn, không sao đâu. Chú lấy cái kìm chú. Mới đẻ. Lấy cái kìm, chú bỏ giữa, chú bậy cái nang ra. Đầu đây dạ, nó ăn nhau mà nó ăn lộn đầu á, không sao đâu. Để buổi tối vậy á. Tranh thủ con nó to quá. Bà bữa này chuẩn bị đẻ nhổ lông rồi nè. Chú đưa vô trong chú nậy ra. Chú nậy không có đâu quăng đi, cái đó chết rồi. Bảy ngang, bảy mảnh, đưa thấp xuống. Không, sao không, xỏ vô cái nang luôn. Thấy nó chết rồi. Đứng, nhầm gì. Chết rồi. Rồi, trời ơi, tội ghê. To đùng luôn, sao đẻ ít á. Thôi trời, nó chậm luôn rồi kìa. Để nó chậm rồi. Ui, nó chậm kìa. Thôi được rồi, mà đi chú hát đi, chứ không sao nó chậm á. Con này nữa nè chú, đang nhổ lông. Ở dưới trên là...